che mưa của nông trường, sử dụng một cái tấm ni lông 50x60, chia làm 4 đầu, một đầu sẽ bấm như thế này, bấm bằng kim bấm. Đó, có hai cái kim bấm, bấm hai cái kim bấm vào đây. Và phía bên hông sẽ cũng có thêm hai cái kim bấm nữa. Đây, họ bấm hai kim bấm vào đây. Và sẽ có hai cục gạch đỡ nằm ở hai cái đầu còn lại. Cục gạch xanh, cột dây cao su. Muốn nhanh thì dùng dây kẽm cột cũng được. Đây. Đó, thì khi lấy mũ thì sẽ lấy ra và lấy chén chút. Đó, thao tác là như vậy. Còn khi mà buổi tối sẽ chùm lại, hoặc ngày mưa sẽ chùm lại như thế này. Đó, là mưa sẽ không vào cái này. Thì tất nhiên là cái này nó phải có máng che miệng rồi, để nước nó không có theo cái đường này mà nó tràn vô trong chén theo đường này. Đó. Bình thường không thì này sẽ bị nước tràn vô chén, nên sẽ có máng. Và như thế này thì không sợ mưa. Nông trường thì bây giờ họ làm rất là nhiều bằng phương pháp này, hầu như nông trường nào cũng làm hết. Mình hướng dẫn lại là 4 đầu, một đầu sẽ bấm lên trên đây, một đầu sẽ bấm phía bên hông, và hai đầu còn lại là cột hai cục gạch như thế này.